Chào mừng các bạn đã đến với kênh tôi là người Củ Chi Hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn là một bộ mẹ con các bạn Mẹ xin dẫn cái ba bơi nha Đây bà mẹ rúng Rúng nghiêm nghiêm chỉnh nè Lông đuôi thì một chùm Sải tích nghiêm chỉnh bò hả đồng các bạn Dẫn cái ba bơi nè à, bà mẹ dẫn cái bơi lưới tư nha các bạn bà mẹ dẫn cái bơi lưới tư bà mẹ cao mét hai đến cao mét 26 dẫn cái bơi bơi lưới tư cái bơi được một tháng 20 ngày các bạn à, cái bơi được một tháng 20 ngày nha rúng yếm nè bốn vú điều nè sái tích bà mẹ nghiêm chỉnh hết dẫn cái bơi lưới tư giá là 18 triệu 500 ngàn bộ mẹ con này các bạn 18 triệu 500 ngàn à, Mẹ cao mất 2 Đi cao mất 26 Dẫn cái bà bê Dẫn cái bê lứt 4 Cái bê được 1 tháng 20 ngày Giá là 18 triệu 500 ngàn Bộ mẹ con này các bạn à, Bò hạ đồng ăn uống rất giỏi Cái bê uống nha các bạn à, Mẹ đuôi gần phết đất Sái tích nghiêm chỉnh dẫn cái bê khoảng 20 ngày thứ tư mẹ K mét 2 đi cho 26 giá là 18 triệu 500.000 bộ mẹ con này các bạn 18 triệu 500.000 anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp các bạn số điện thoại của chú bò mình comment dưới màn hình video nha Đó. giá cực cựcều hơn các bạn 18 triệu 500.000 mẹ xin dẫn cái ba b Đó. mẹ xin dẫn cái ba bê 18 triệu 500 ngàn Mẹ ăn uống đó, Bạn thấy không Nó ăn rất giỏi Giá 18 triệu 500 ngàn Cái bao bê được 1 tháng 20 ngày Mẹ cao mét 2 Đích cao 26 Dẫn cái bao bê lưới 4 18 triệu 500 ngàn.